Hello, chào mừng các bạn quay trở lại với Solar Channel. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu xe địa hình điều khiển từ xa. Đây là một món đồ chơi cũng khá là hay vào những thời gian chúng ta rảnh rỗi, một chiếc xe điều khiển từ xa. Và xe này thì nó có thể là đi trên nhiều địa hình khác nhau, nó là kiểu xe địa hình off-road. Và chiếc xe này thì có một cái phân khúc giá tầm khoảng gần 1 triệu đồng. Xe này thì nó có được cái vận tốc điều khiển là tầm khoảng 15 đến 20 km, và cái thời gian chơi là tầm khoảng 25 đến 30 phút. Mình nghĩ là khá ổn và thoải mái để cho anh em chúng ta giải trí rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi mở hộp và chúng ta đi tìm hiểu cái sản phẩm này. Cái chiếc xe của chúng ta kiểu dáng xe bán tải ha, bán tải màu trắng đó, gầm khá là cao nha. Xe này là 4 kênh và tần số điều khiển là 2.4 đó, gầm cao, các bạn thấy là 4 kênh này. Thì với cái việc như thế này thì chúng ta điều khiển xe nó sẽ dễ dàng hơn. Cái xe này thì như mình đã nói là có cái vận tốc tối đa tầm khoảng 20 km và thời gian chơi tầm khoảng 25 đến 30 phút. Và chiếc xe này thì nó có chiều dài là tầm khoảng 33 cm các bạn nhé, 33 cm, trọng lượng là tầm khoảng 1,3 kg. Và anh em thấy thì chất liệu bên ngoài đây sẽ là nhựa ABS này, nhựa ABS, bánh xe bằng cao su này. Anh em thấy là gầm dưới của nó này, thì trong một cái phân khúc giá tầm khoảng gần 1 triệu đồng thì anh em thấy là những cái trục này này, những cái trục của nó thì nó bằng là nhựa thôi, chứ cũng chưa được bằng kim loại. Đây là cái motor bo mạch chính ở đây. Đấy, ở trên đây sẽ có một cái công tắc on off để các bạn có thể là bật xe lên. Và đây là tay cầm điều khiển. Tay cầm điều khiển thì anh em sẽ sử dụng là pin tiểu 2A, anh em lắp vào đây nhé. Và trên cái tay cầm này anh em sẽ có là nút bật tắt này, là nút căn chỉnh cái vận tốc này, độ cua. Và đây là cái cần điều khiển. Đấy, đây là cái cò để anh em có thể tiến lùi. Và đây là chúng anh em sẽ có thể là dễ trái dễ phải. Anh em sẽ có là một cái sợi dây cáp sạc cho pin của xe. Đây là viên pin của cái xe này các bạn này, pin 7,4V, 7,4V là pin 2 cell, 500mAh, thời gian sạc tầm khoảng 80 phút và anh em chơi tầm khoảng 25-30 phút nhé. Trong đây thì anh em sẽ có là những cái phụ kiện thay thế, em sẽ có là những cái trục thay thế. Nếu như trường hợp mà anh em đi trên địa hình gồ ghề đá mà anh em va phải mà những cái trục đây nó bị gãy thì anh em có thể là có linh kiện thay nhé. Sử dụng là pin tiểu 2A lắp vào trong tay cầm điều khiển này. Tiếp theo là lắp pin cho xe thì anh em sẽ mở cái vị trí này lên, mở cái nắp này lên và chúng ta sẽ thấy một cái sợi dây để chúng ta nối với viên pin ha. Đây, anh em lắp như này. Ok, và chúng ta sẽ cất gọn vào trong vị trí này. Đấy lại. Rồi, tiếp theo là chúng ta sẽ mở công tắc xe này lên. Đây, nút nguồn cho đây các bạn. Bật lên. Đó, anh em thấy là nó sẽ sáng đèn LED, đèn ở phía trước đầu xe lên này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bật tay cầm lên, bật on. Đó, bật on, sáng lên. Rồi, sáng lên là chúng ta có thể là kết nối rồi. Và thao tác di chuyển điều khiển thì đơn giản thôi anh em. Đây cái cò anh em có thể là bóp, bóp, bóp lại là nó sẽ đi tiến tới này. Anh em đẩy lên là đi lùi lại. Đó. Đấy. Và đây là cua các bạn, đây. Cua trái, cua phải. Đó, anh em thấy không? Trái này, phải này, phải, trái. Đó, đơn giản thôi.